ni Phật, Thích Ca chi giáo pháp phụng hành, thiên địa âm dương nhị kiến thành, sanh tử tử sanh đồng nhất lý, bớ là võ tướng động quang, hỡi kim tướng phá hoàng, mà mau lại đáo pháp tiền cái tôn xưa dạy nhiệt con nha. Ta từ miền Lạc Sơn cư trú, đã về đó một đôi thân. Ta từ miền Nghệ An dân, ta đây chính là Kim Tướng. Bởi vì Kim Tướng chia ra rồi luôn nghi ngút, có nghĩa là việc làm hay việc dữ, để mở sổ sinh tử ra xem. Quả thật chẳng sai chẳng sai. Tại gia chung có cụ bà hữu thờ thầy tuổi ba thời hạ quy đi, có một bà được quý thầy tục tùy đưa về thấy quốc phật thân xác cùng hoàng. Tại gia chung đây có lời cái người đang canh gác thật nghiêm ngặt, người ta đã chịu kiên tưởng về đây tập chứng cho hiện đại thẳng năng việc lời yêu quỳ thờ lên cùng tả an bằng mộ đo nha. Quan, ta chỉ thừa sai, lúc chi thần quy gia mai, cho tôi xem một linh cũ cho tôi thử chặt nhà. Người chưa chưa, chúng tôi cũng như tại các vị không lo tu luyện, trần gian đổi hiện tượng này khai hoàng. Có sau này có phải có phát tài, có bộ thì trở lại chiếc tài. Mà không biết tình dung tình vô nghĩa của người nào.
Trời ơi, thằng này ở vua như heo dùng đợi thôi. Các bạn thấy, cuối cùng như nước bắt được mũi chúa mà bạn đang lấy chỗ nhà mà bạn đang sờ lên đổ về vô như mày ơi. Có chứ mày, có. Mày lạnh hơn trang mắt chưa? Mày lạnh lắm cho mày lạnh lạ luôn như mày. Mày lạnh 2021 cho chị cho mày đợi. Nằm xuống lắm mày lạnh cho mày. Tắm chị thì ra đâu mày. Có rồi bạn. Rồi đeo cái đó là hạt mắt dữ vậy. Đâu phải đi sao mày ơi. Chào 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 ch